Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100.000 token có ký hiệu là ship. Con này chạy trên tảng của Ethereum. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần đi xuống link mô tả dưới video mình ra copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Và các bạn dán vào đây nè. Chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào 18 ngày nữa các bạn. Rồi. Các bạn bấm vào dấu tiếp nha các bạn. Sau khi bấm vào dấu tiếp đây xong thì bạn bấm vào withdraw luôn các bạn. Mình đã nhận được 100.000 token seed nữa. Bấm vào withdraw luôn. Rồi các bạn việc lấy ghép mà chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Thì hiện tại balance mình đã withdraw vào đây nữa. Nó sẽ phân phối về. Nó sẽ phân phối sau khi ai góp kết thúc nha các bạn. Rồi. Con này tổng cung nó có rất là nhiều luôn các bạn. 3, 6, 9, 12. Ai góp 20%. Bắn trước 98%. Rồi ok. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.